Xin kính chào quý vị nhà trường và chào tất cả quý vị phụ huynh đã dành thời gian có mặt trong buổi sáng hôm nay. Trong cái phần trình bày của bác sĩ Đoàn thì tôi có cập nhật được một cái cụm từ mà tôi nghĩ là cụm từ đó tôi cũng sẽ xài lại trong cái phần báo cáo thứ hai, đó là bình tĩnh. Có điều rằng là trong quá trình làm việc của chúng tôi thì chúng tôi thấy là có một vài phụ huynh lại lạm dụng quá đáng từ bình tĩnh, và thành ra lúc này không phải chúng ta bình tĩnh mà là chúng ta thờ ơ. Như vậy thì hãy trả cái từ bình tĩnh nó về đúng cái vị trí của nó, và đây cũng chính là một cái thái độ mà tôi còn phụ huynh có trong suốt cái chiều dài phát triển của con mình, chứ không có chỉ là từ 0 cho đến 6 tuổi. Và cái phần trình bày của chúng ta hôm nay á, đó là cũng hãy tuổi lên 3. Tại sao cái điều này nó lại được nhắc đến quá nhiều trong cái quá trình mà chúng ta tương tác với trẻ mầm non? Đời người của chúng ta sẽ có 3 cái khủng hoảng lớn. Tức là từ khi sinh ra cho đến khi chết đi, chúng ta sẽ phải đối diện với rất nhiều khủng hoảng. Có điều là trong rất nhiều khủng hoảng đó thì chúng tôi chỉ xếp nhóm có 3 cái khủng hoảng lớn thôi. Và thế nào là khủng hoảng lớn và đáng được ghi nhận, đó là cái khủng hoảng mang tính bản lề. Có nghĩa là nếu như mà vượt qua được cái anh này thì mình sẽ nâng lên một level. Còn nếu như mà mình không có vượt qua được đó thì có nghĩa là nội tâm mình chưa có thâm hậu và nó sẽ như vậy còn ngoài. Như vậy thì có quý vị nào phát hiện ra được 3 cái khủng hoảng đúng không ạ? Trước tiên là trên đây có một đáp án rồi, chắc chắn là khủng hoảng tuổi lên 3. Thế thì còn 2 cái còn lại à? Dạ không đâu, kết hôn không đâu, hôn nhân nó êm đẹp không? Hai hãy trả tình yêu về đúng vị trí của nó, mặc dù nhiều khi cũng có khủng hoảng khi kết hôn. Ví dụ như là đám cưới xong mà còn như 15 bàn chẳng hạn. Đó. Nhưng mà không, nó không có mang tính bản lệ. Dạ cảm ơn. Cái giai đoạn khủng hoảng thứ hai mà nó mang tính bản lệ đó là khủng hoảng tuổi dậy thì. Và cái ứng xử của chúng ta nó cũng sẽ phải na ná với cái anh khủng hoảng tuổi lên 3. Điều đó cho thấy rằng là nếu như chúng ta không có những cái tương tác phù hợp với con mình ngay từ khủng hoảng tuổi lên 3 thì cái di chứng cho sự phát triển của trẻ nó sẽ rất là dài, và việc làm cha mẹ nó sẽ trở nên một cái điều gì đó vô cùng khủng khiếp. Và cái khủng hoảng thứ ba, cái khủng hoảng thứ ba là cái khủng hoảng mà nếu như mà chúng ta vượt qua được nó đó thì là thực tế chúng ta đang thừa hưởng cái kết quả của cái khủng hoảng tuổi lên 3 và khủng hoảng tuổi dậy thì mà chúng ta đã hành xử rất là đúng đắn với con mình. Đó là khủng hoảng nào ạ? Lúc nào ạ? Dạ cảm ơn, khủng hoảng tuổi về già. Thế thì khi nào là già? Có nhiều người 70 không có chịu già. Bởi vì tôi vẫn còn đi tập dưỡng sinh rất là đầy đặn và tôi hoàn toàn có thể làm nhiều thứ với cộng đồng. Chúng ta xác định cái mốc tương đối thôi. Tuổi về già đó là tuổi về hưu. Về hưu có nghĩa là lúc đó cái vai trò xã hội của các ông bố bà mẹ đó nó bị chuyển đổi một cách mạnh mẽ, và chúng ta phải buộc ở một cái vị trí khác, và đặc biệt là cái cống hiến nó không có được ghi nhận với cái tư cách pháp nhân chính thống nữa. Thì lúc này người già hay có những cái tâm tư khó nói đó. Và người ta nói chiều một người già bằng chiều một đứa trẻ, nhưng mà không phải đâu. Chiều một người già bằng chiều 10 đứa trẻ. Tại vì người già có kinh nghiệm, còn đứa trẻ nó không có kinh nghiệm. Như vậy thì lúc này các ông bố bà mẹ ấy sẽ trở nên cực kỳ hạnh phúc nếu như họ đã có những cái hành xử đúng đắn ngay từ khi con mình bước vào khủng hoảng tuổi lên 3 và khủng hoảng tuổi dậy thì. Có nghĩa là nó thành nhân. Và khi nó thành nhân thì cái ứng xử của con cái khi mà cha mẹ về già nó sẽ hết sức nhân văn và nó rất là đạo lý. Như vậy thì chúng ta thấy ba anh này nó có liên quan với nhau chặt chẽ, và chúng ta sẽ bắt đầu với cái khủng hoảng tâm lý đầu tiên trong đời con người, đó là khủng hoảng tâm lý tuổi lên 3. Thế thì câu hỏi đầu tiên dành cho các ông bố bà mẹ, khi nào thì khủng hoảng tuổi lên 3 nó xuất hiện? Và câu hỏi cũng như không, đúng không? Khủng hoảng tuổi lên 3 thì khi nào nó xuất hiện ạ? 23 tuổi. Ồ, đáp án dễ sợ, dạ sai rồi. Đáp án của chúng ta sai rồi. Có nghĩa là có nhiều phụ huynh á cũng gọi điện và thắc mắc với chúng tôi, trời chị ơi, con em á nó chưa có sinh nhật 3 tuổi mà nó kỳ lắm. Và cái kỳ của nó là em cũng rất là bình tĩnh đó, giống như bác Đoàn nói, em tra Google, Internet là em thấy người ta nói đó là khủng hoảng tuổi lên 3, mà em cam đoan với chị con em mới 2 tuổi rưỡi thôi. Và có nhiều ông bố bà mẹ nói, ủa sao con mình nó chậm lớn vậy ta, bây giờ nó 6 tuổi rồi mà sao nó y chang những cái đứa mà người ta tả từ khủng hoảng tuổi lên 3. Như vậy thì cái tuổi lên 3 ở đây là một con số ước lệ, và không có phải là ngày hôm đó là sinh nhật 3 tuổi tổ chức hát happy birthday rồng rồng xong tối đó nó về nó khủng hoảng. Không có phải như vậy. Thế thì khi nào khủng hoảng tuổi lên 3, và đây là điều mà chúng tôi muốn các ông bố bà mẹ phải hết sức lưu ý, bởi vì cái sự tham gia góp vốn của chúng ta đối với cái
con bị khủng hoảng nó cực kỳ nhiều. Cũng đôi khi chúng ta trở thành nhà đầu tư chính luôn mà chúng ta không có hay. Đó là lúc nào ạ? Khi mà trẻ nó bước vào một cái giai đoạn trước hết là từ bản thân nó. Đây là một cái giai đoạn nếu như chúng ta có tư duy tích cực thì chúng ta phải rất là vui mừng mới đúng. Đó là khi con mình nó bước vào một cái giai đoạn mà chúng tôi gọi là phát cảm đó. Tùy trẻ, có trẻ nó sẽ phát cảm về ngôn ngữ, có nghĩa là nó nói nhiều kinh khủng. Nó nói mà nhiều khi nửa đêm nó đang ngủ nó bật dậy, cái nhìn ông bố bà mẹ nó nói khiếp. Rồi có những đứa là nó chạy nhảy một cách thần tốc mà mình không có biết năng lượng ở đâu mà nó có như thế. Rồi có những đứa nó thể hiện cá tính một cách mạnh mẽ luôn, ai không chịu rồi quýnh bớt. Và ba mẹ không biết làm sao mới can ngăn thế. Có nghĩa là mỗi đứa trẻ nó sẽ có một cái loại phát cảm riêng về năng lực cá nhân của nó. Nhưng nhìn ở dưới góc độ tích cực thì chúng ta phải vui với điều này. Đó là con bắt đầu bước ra khỏi cái sự phụ thuộc trong quan hệ với bố mẹ. Và chính vì nó có cái sự phát cảm về phát triển cá nhân, cho nên đồng thời nó xuất hiện một cái thứ rất là đặc trưng, đó là nó nhận ra ô mình là ai. Và thậm chí có nhiều đứa tự trả lời luôn mục đích đến trái đất của mình là gì luôn. Có nghĩa là rất là tự lập. Và đó là chúng ta phải vui mới đúng chứ. Nhưng mà chính điều này nè, cái người lo đầu tiên là các bà mẹ. Bởi vì các bà mẹ không bao giờ muốn con mình lớn hết á. Trong cái quan hệ với ông bố bà mẹ thì chúng ta đừng bao giờ nói với con em đợi con em lớn. Dạ xin thưa, trong nhận thức của các vị phụ huynh con mình không bao giờ lớn, mặc dù nó có thể trở thành ông nội và mình trở thành bà bố, nó cũng không lớn. Như vậy thì đừng có dùng cái từ ước lệ như vậy. Khi trẻ bắt đầu có những cái sự phát triển mang tính đột phá về thể chất, ví dụ nè, trước đó nó đi rất là chậm rãi bởi vì nó sợ té, trước đó nó chưa có khả năng tự vận hành các cái vận động thô và vận động kinh. Nhưng mà khi bắt đầu từ 2 tuổi trở đi, các cái năng lực cơ thể này nó bắt đầu hình thành và trẻ nó làm được, nó tự chơi, nó tự nhảy, nó tự sắp xếp, nó tự làm hết. Cái thứ hai đó là ngôn ngữ, trước đây nó đòi cái gì nó không có diễn đạt được, nhưng mà trong cái quá trình này nó bắt đầu tích góp được cái vốn từ cái môi trường xung quanh. Và lưu ý, có những từ chúng ta không hề dạy nhưng nó nghe là nó nhớ. Thế thì đừng bao giờ gào lên theo một cái kiểu rất là tự hào, ôi con tôi thông minh quá, cái này tôi không có dạy, nó tự biết. Không có cái đứa trẻ nào mà nó tự biết cái gì hết. Có thể là chúng ta không dạy nhưng nó biết từ một cái nguồn nào đó thì phải rà soát lại môi trường xung quanh mình ha. Và như vậy thì nó bắt đầu diễn đạt được mong muốn của nó. Trước đây nó muốn cái gì là nó không biết nói. Và khi mà mình không hiểu, mình không đáp ứng thì thôi nó cho qua. Nhưng mà bây giờ nó biết nói rồi, cho nên nó sẽ gào lên. Và khi mà quý vị không có đáp ứng được thì cùng với cái khả năng vận động đồng lòng, nó sẽ tự thỏa mãn. Và khi nó tự thỏa mãn mà nó lại không đúng ý của người lớn thì người lớn sẽ làm gì ạ? Can thiệp rất là thô bạo và ngay lập tức dán nhãn lên con mình hai cái chữ đó là trẻ hư. Và những cái cụm từ mà chúng tôi nghe rất thường đó là quậy như quỷ, lì như trâu, là cái tuổi này tôi nhiều các bạn nhỏ kinh khủng ha. Khi mà các bạn ấy phát triển mang tính đột phá về thể chất cũng như tâm lý của mình, tức là ngôn ngữ nè, đó là cái khả năng ý thức cá nhân nè, và những cái việc khác mà các bạn tự vận hành trong cái cuộc sống của mình, ví dụ như khả năng lao động tự phục vụ, sắp dép, xếp quần áo, rồi có thể xếp đồ chơi vân vân. Nhưng mà ở đó các bạn gặp phải một cái khó khăn, cái này là khó khăn nội tại, đó là cái mà các bạn muốn các bạn ấy làm không có được. Và cũng giống như chúng ta vậy đó, cái này gọi là lực bất tòng tâm nè. Khi mà quý vị muốn làm cái gì đó mà cái sức quý vị không có cho phép, quý vị cũng mệt mà cũng buồn. Các bạn đó cũng vậy, con muốn xếp mấy con gấu bông này lên kệ đồ chơi nhưng con lùn quá con xếp không được, hoặc là con xếp xong nó rớt xuống cái con xếp lại thì sức kiên nhẫn cũng có hạn và con cảm thấy bực bội với chính mình. Con muốn một cái gì đó nhưng mà con nói không có hết ý cho nên ba mẹ không có hiểu được và con không được đáp ứng điều đó, con cũng khó chịu. Có nghĩa là cái con muốn nó không có tương thích với cái năng lực cá nhân. Và lúc đó con cảm thấy bực bội đó, và cái sự cấu trúc của trẻ nó từ đây mà ra. Và cái nguyên nhân cuối cùng của cái việc khủng hoảng tuổi lên ba xuất hiện, đó là phụ huynh chúng ta chịu khó la trẻ mọi lúc mọi nơi và chịu khó bọc lót cho đứa trẻ, cho nên cái nguyện vọng độc lập của các bạn không có được chúng ta phê duyệt. Ví dụ con muốn tự đi tắm, bà mẹ hình dung ra một cảnh tượng vô cùng đau đớn, con tắm xong nhà tắm sẽ thấy ghê.
Rồi những bà mẹ học fashion tí, thời trang tí thì càng không chấp nhận. Bởi vì ý với rằng bữa nào giao quyền cho nó tự tâm thì nó sẽ mặc cái áo màu xanh lá đi với cái quần màu vàng. Điều đó không chấp nhận được về biểu tượng thời trang. Cho nên mẹ không cho, nhưng mà không, chủ thẩm mỹ của con vậy là con thấy đẹp. Cho nên là xảy ra một cái cuộc chiến đấu giữa bà mẹ và con cái. Con muốn phụ với mẹ đặt rau, bởi vì con thấy đặt rau vui quá, bà mẹ không cho. Con muốn đi quét nhà thì bà mẹ nói rằng con quét, mẹ quét lại cực gấp đôi thôi, để mẹ tự quét, tới là dằn cái chỗ lại, nó gào lên, nó khóc. Và tôi đã từng thấy một bà mẹ hết sức là hot girl, ngay cái ngã tư Lê Dũng và cái đường mà đi qua bên kia là bưu điện thành phố của chúng ta đó, thì bạn nhỏ ấy chắc cũng khoảng 3 tuổi hơn thôi, nhưng mà bạn đó được cái là dinh dưỡng đầy đủ, vừa 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 cho mấy tí nữa, cho nên là bạn nó hơi hơi tròn trịa. Bà mẹ thì rất là hot girl, mình hát xin mai, và xảy ra một cái cuộc chiến đấu ở ngay trên vỉa hè mà bà mẹ thì không có thắng được, tại vì số cơn và số ký của bạn nó nhiều hơn, và tôi thấy tội nghiệp ghê gớm đó. Và đó là lúc mà bởi vì bạn nó muốn thực hiện một cái chuyện mà mẹ thì không có cho. Và cũng trong cái câu chuyện đó, bà mẹ đã có một cái xử lý rất là tuyệt vời, thì lát nữa tôi sẽ quay trở lại cái chỗ này cho quý vị. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng chúng ta có đến 1/3 số vốn để cho các bạn ấy xuất hiện khủng hoảng tuổi lên 3. Và cũng từ cái nguyên nhân này mà chúng ta cũng đã lờ mờ nhận ra được, thế thì cái cách mà chúng ta giúp con mình vượt qua chỗ này là cái gì? Bởi vì sao con phải gặp cái sự cản trở của người lớn, thế thì người lớn sẽ làm sao với cái điều này? Chúng tôi không có khuyên quý vị hỏa hiện với con, nhưng mà cái cách ứng xử nó chắc chắn là không phải là cấm đoán. Rồi, như vậy thì ở đây chúng ta thấy là ở đây thì chắc chắn là vị nào cũng có con qua 3 tuổi rồi. Thế thì quý vị đã gặp cái gì ở con mình mà tạm xếp nhóm đấy? Chính xác là nó đã khủng hoảng tuổi lên 3. Thế thì khi nó khủng hoảng tuổi lên 3 nó đã làm gì? Thưa các bà mẹ, giọng thét, quăng đồ, cãi lại cha mẹ, có phải con không, chàng da áo đỏ, có không? Nào, con có nhận là con cãi đâu, nhưng mà mẹ con là thấy là con cãi, còn nó mà gào thét quăng đồ cãi là cha mẹ. Quýnh, một ông bố rất là dễ thương, quýnh, còn biết có quýnh nào nhưng mà nó có quýnh, còn nữa không ạ? À, trả lời, và cái từ dân gia của đặc biệt là miền Nam đó là trả lời xong xỏ vậy đó. Đó, còn nữa không ạ? Nhiều không? Nhiều quá, nhiều quý vị nói không lẽ giờ mình ngồi đây mình kể tội con mình, tội quá chứ, thực ra là nó khủng khiếp dữ lắm. Thế thì chúng ta thấy trẻ nó đã làm gì, và đây là những biểu hiện rất là dễ gặp của con mình nè. Ở đó, nó không nhiệt tình lắm, nó khóc mặt, không có thể nào nuông lại được, và cuối cùng là phải thỏa mãn cái yêu cầu của con. Cái biểu hiện thứ hai có thể thấy nó là gì? Mặc kệ. Và rất là khiêu khích. Nói tóm lại là con muốn vậy á, ba mẹ ông vậy cũng không được nữa. Con thể hiện cái điều đó. Và lúc này các ông bố bà mẹ giận lắm luôn nè, mà không biết làm sao. Đó là những ông bố bà mẹ trầm tính. Với những ông bố bà mẹ mà gọi là thiết quân luật thì ngay lập tức bạn này sẽ bị gì? À, ăn đòn thôi ha, nhanh nhất là ăn đòn. Rồi, ở đó chúng ta thấy là gì? Cãi lại cho xong xỏng. Nói chung là con bất chấp, con có lý lẽ của con mà cho nó cãi, cãi tới chiều luôn, con mệt mỏi luôn. Chỉ có chúng ta mệt quá, thôi được là con muốn làm gì con làm, xong. Nha. Ở đó chúng ta có thể thấy đứa trẻ làm gì? Nói chung quậy phá là một cái niềm vui cực kỳ yêu thích của con luôn. Và con có thể làm bất cứ mọi chuyện để cho mọi thứ nó rối tung lên, là con thấy con vui, hết sức là vui. Và cái kế tiếp đó là gì? À, coi như là tự quào bố chính mình, thậm chí là đánh bạn cùng chơi, vân vân, rất nhiều biểu hiện. Như vậy thì ở đây chúng ta lưu ý về một điều rằng những đứa trẻ ấy nó biểu hiện như thế này khi nó cũng mạnh tuổi lên 3. Điều này không có nghĩa là những cái đứa trẻ không có biểu hiện này thì nó không có khủng hoảng tuổi lên 3. Bởi vì cái biểu hiện bên ngoài về mặt hành vi của đứa trẻ nó liên quan một thiết đến cấu trúc tâm lý bên trong, có nghĩa là còn tùy thuộc vào tính cách, còn tùy thuộc vào khí chất. Ví dụ một đứa trẻ có khí chất ưu tư thì nó sẽ không hành sự một cách ồn ào như thế, nhưng mà nó sẽ về, nó vẽ vòng tròn, nó không có cái tôi vô cái hồn mình đó. Mà nếu như chuyện này nó xảy ra thường xuyên quá thì chúng ta có quyền lo lắng về cái sự hình thành tính cách trong tương lai của con mình. Nếu bình thường, nó có thể là một đứa trẻ rất là nội tâm, và cái sự tác động đến quá trình phát triển của nó hơi khó. Và nếu như nặng hơn thì có thể sẽ trở thành một dạng bệnh lý về mặt tâm lý ha. Rồi, như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ làm gì với con đây? Tôi sẽ có một câu hỏi nhỏ thôi cho quý vị phụ huynh. Quý vị nào mà sáng hôm nay đến hội trường 272 này
Và chắc chắn một điều là mình có đem theo một cái món hàng độc. Mà kiểu gì thì những người còn lại trong hội trường sẽ không bao giờ có được món đó lên. Thì vui lòng trưng bày. Có 30 giây cho quý vị rà soát về tài bộ hành trang mình mang theo. Ai tự tin là mình có mang tới đây một cái món hàng độc. Hàng đó, một cô dơ lên một cái ba lô, một cái trái bóng 7 màu. Chúng ta có 2 ứng viên. À, có mà ăn một bạn nhỏ được bưng lên trên bàn mang kính giúp trưng bày hả mẹ ha. Rồi, như vậy thì trong 3 món chúng ta đã được quan sát, quý vị sẽ được thuyết phục bởi cái nào là cái hàng độc ở đây ạ. Hàng độc có nghĩa là không còn đẹp, hàng độc có nghĩa là nó chỉ có một cái thôi, người khác không có, còn nó đẹp nó xấu tính sau. Như vậy thì cái đáp án nào đây ạ? À, sự bầu chọn đã dành cho bà mẹ ấy rất nhiều. Cái ba lô đó có thể rất đẹp, nhưng chắc chắn người ta sẽ sản xuất một lô chứ không phải là một cái. Và cô mua ở đâu ạ? À, một cái thương hiệu nào đó tặng cô. Thì chắc chắn là những cái người mà tương đồng với cô cũng sẽ được nhận. Cái trái bóng mà 7 màu ở dưới kia thì người ta sản xuất là một container. À, và bên đây mới là hàng độc nè. Điều này có nghĩa là tất cả những người có mặt trong hội trường sáng hôm nay chúng ta đều là hàng độc. Chúng ta có thể không có đẹp nhưng chắc chắn chúng ta là hàng độc. Con của chúng ta có thể cũng không đẹp nhưng con chúng ta là hàng độc. Độc ở đây là độc đáo, không có phải độc địa, đừng trở nên bồng hồng như vậy ha. Bởi vì sao? Bởi vì cấu trúc tâm lý của con người không hề lặp lại ở người khác. Quý vị có thể tương đồng với ai đó về bộ gen, nhưng cấu trúc tâm lý là duy nhất ở mỗi chủ thể tâm lý. Có thể cái người nào đó cũng thích mưa, mình cũng thích mưa, nhưng người kia thích mưa lớn, mình thích mưa lâm râm. Nó khác nhau. Và như vậy thì con chúng ta cũng thế. Cái sự phát triển của con bên cạnh sự phát triển về thể chất thì ở đó được tính đến một cách cơ bản nữa, đó là sự phát triển về tâm lý. Và cái tiến trình này của con mình nó không hề lặp lại so với một đứa trẻ nào đó, có thể đứa trẻ đó là hàng xóm kế bên nhà đi chăng nữa. Và như vậy thì nó sẽ không có cái phương pháp nào là phương pháp đúng nhất cho một đám đông. Mỗi một đứa trẻ sẽ buộc phải có một cái sự tác động riêng biệt từ người lớn để nó lớn lên, bởi vì cấu trúc tâm lý của nó không phải là bản photocopy của người khác. Thế thì ở đây các bà mẹ dùm ơn hãy nhớ con này, bởi vì tôi đã góp nhặt được những cái hình ảnh, những cái hành vi rất quen của các bà mẹ chúng ta nè. Ví dụ con mình còi xương, cũng không còi đâu, thiệt ra là cái tạng người của nó, cơ địa nó tới đó thôi. Nhưng mà tại vì con người ta đẻ sau con mình một ngày, mà trời ơi, cái số ký của nó nhìn mắc mê vậy đó. Mà tôi nói thiệt á, quý vị mà mắc mê và quý vị đem con, quý vị đi khám dinh dưỡng kiểu gì, quý vị nó béo phì. Trong mắt các bà mẹ không, con tôi như vậy là nó dễ thương lắm, nó không có béo phì kiểu như thế. Bắt đầu đi hỏi chị cho con gì ăn làm sao hay vậy, có không ạ? Rồi bây giờ về nhà làm gì? Áp dụng y chang, kết quả thất bại, đau đớn. Rồi con mình nó bạo lên nó cũng gào. Có hàng xóm thì xưa mình thấy nó cũng gào. Thế là cũng ba, chị nói nó làm sao mà hay vậy? Cái mình về mình cũng nói y chang vậy đó. Cái mình nói y chang xong con mình chưa kịp phản ứng gì hết, chồng mình phản ứng trước tiên. Em bị gì vậy? Đó. Và cái nhân vật quyền lực thứ hai mà chúng ta gọi tại gọi là phe bao che trong nhà đó, đó là ai? Bà nội hoặc là bà ngoại. Không có được ứng xử với nó như vậy, kiểu như thế, là phá sản. Đứa bé là hàng độc, gia đình chúng ta cũng là hàng độc. Chúng tôi khuyến khích việc các bà mẹ chia sẻ kinh nghiệm, chuyện đó hết sức bình thường, nhưng tuyệt đối không được áp dụng nguyên phi, bởi vì nó sẽ không phù hợp cho con mình và vô tình làm khó cho rất nhiều bên, trong đó có cả chúng ta luôn. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ đồng hành với con như thế nào? Cái mà chúng tôi cần đó là gì? Hiểu cho con, đó là điều đầu tiên. Quý vị dùm ơn nhớ rằng đứa trẻ nó không hề hạnh phúc với điều đó đâu. Bản thân nó cũng bực bội. Và sau này khi mà nó lên tuổi dậy thì cũng vậy đó. Khi mà đứa trẻ nó gặp phải những cái mâu thuẫn bên trong đó, chúng tôi gọi là mâu thuẫn nội tại, nó cũng bực mình dữ lắm. Nhưng mà có điều gì nè, khi nó bực mình nó lại không nhận được cái sự ủng hộ từ bên ngoài của phụ huynh, cho nên nó chia sẻ không có được. Đặc biệt trong độ tuổi này, không phải bé nào cũng có đủ cái khả năng ngôn ngữ để nói với ba mẹ là con đang muốn cái này, con đang muốn cái kia. Mà cái quan trọng là con chỉ biểu hiện bằng hành động.
Và ông bố bà mẹ thì rất là vội vàng để có thể quy kết rằng cái hành động của con đang là hành động phá hoại. Từ đó đứa trẻ nó không dám chia sẻ nữa, thậm chí nó không thèm chia sẻ luôn. Và theo ý nó thì nó làm. Thế thì lúc này những cái câu hỏi đặt ra cho con là vô cùng cần thiết. Ví dụ con cảm thấy thì sao? Tại sao khi mà chúng ta phân xử những cái việc mà trẻ nó làm chúng ta không có ưng lòng á, cái câu hỏi tại sao là cái câu hỏi mà chúng tôi rất muốn phụ huynh hãy hỏi con mà. Tại sao con làm như vậy? Tại sao con không ăn cơm? Tại sao con bày vừa đồ chơi? Tại sao con đánh bạn? Tại sao con lại nhéo em? Đây là đội ngũ bắt đầu có em nữa. Và có nhiều đứa là nó không làm gì hết á, nó quýnh em á thôi. Và chúng ta quy kết ngay lập tức cho con mình đó là một đứa trẻ gì? Con không biết thương em, trời, nó có biết thương em là cái gì đâu. Tình cảm, máu, mũ, huyết thống là cái có thể mặc định một cái mức độ nào đó. Nhưng cái hành vi yêu thương phải là cái hành vi được nuôi dưỡng. Mà quý vị cứ bắt là đẻ em ra là nó phải thương em nó. Quý vị thì 9 tháng 10 ngày mang hành đẻ đau. Ba nó thì là nhà góp vốn. Thì quý vị thương là điều chuyện bình thường. Mà tự nhiên cái nó thấy trước giờ nó là cái rúng của vũ trụ, cả một cái gia đình có một mình nó à. Tự nhiên giờ có một đứa nào đó xuất hiện. Mà nếu như chúng ta không chuẩn bị trước cho đứa trẻ về tâm lý thì nó càng nguy kịch hơn nữa. Và khi đẻ đứa nhỏ ra thì nó quýnh. Và khi nó phát hiện là a nó quýnh, má nó phản ứng, ba nó la nó thì nó sẽ làm gì? Rút vào mặt đồng bí mật. Khi nó không có ba mẹ thì nhéo. Quýnh thì phát ra tiếng động, nhéo không phát ra tiếng động. Và chúng ta vô chúng ta thấy đứa nhỏ nó có một cách đau thương mà không hiểu lý do. Rất có thể là do cái ọc lượng. Như vậy thì lúc này cũng đừng có lôi nó ra quýnh nó. Hãy nói với nó về mối quan hệ giữa hai đứa. Nó sẽ nói cho quý vị nghe là con không thích với em. Từ ngày có em, mẹ có ngủ với con, nó cái chuyện đơn giản vậy thôi đó. Như vậy thì mình sẽ hóa giải những cái tâm tư của con mà như thế nào bằng những cái lý giải rất là hợp lý cho con hiểu là cái nếp sinh hoạt của nhà mình bây giờ phải khác. Và tại sao mẹ ngủ với em mà mẹ không ngủ với con? Nó phải rất là hợp lý. Đứa trẻ là những đứa đòi hỏi sự hợp lý cao hơn cả người lớn. Người lớn mà nhiều khi không có bỏ qua à, thôi kệ đi, sao cũng được. Nhưng với trẻ con không, quậu là đánh, thích là đòi, làm sai thì phải nhận. Có nghĩa là về quy tắc, những đứa trẻ đôi khi nó lại nghiêm chỉnh hơn người lớn rất là nhiều. Cái thứ hai, phụ huynh lưu ý về một điều, đừng tạo ra những cái khó khăn tâm lý nhiều hơn nữa cho con mình. Cụ thể hành động nào là hành động quý vị đã tạo nên áp lực cho con? So sánh. Con không có bằng con Na gì chưa? Cái con Na nó ăn ngon hơn con nhiều lần. Con Na nó ăn một lần nhanh dữ lắm, không có ai mà như con hết. Cái con Na là cái con kể nó đi. Tự nhiên cái bắt con giống con Na. Rồi. Mà con Na là còn cái đứa mà còn gọi là nhìn mặt đặt tên, biết nó là nhà hàng xóm. Có nhiều bà mẹ rất khu gơ, giận hờn theo kiểu con có bằng con nhà người ta. Con nhà người ta là đứa nào? Nhưng mà đó là cái câu rất là thường xuyên các bà mẹ đem ra xài với con. Con không có bằng con nhà người ta. Thế con nhà người ta nó đã làm cái gì vậy? Còn con thì không làm được cái gì? Chúng ta nói không có rõ. Và chúng ta vô tình đè nặng thêm cái áp lực tâm lý cho con. Thì con không có được những cái thành tựu mà theo đúng ý. Thế thì bây giờ quý vị muốn cái gì quý vị nói với con mình đi. Mẹ muốn con tắm xong mà ướt thì con phải tự lấy cái dẻ con lau. Con mặc đồ mà không chịu xếp thì con phải tự vô con xếp. Có nghĩa là yêu cầu là cái gì thì phải nói cho nó rõ. Và khi đứa trẻ nó gặp khó khăn về vận động, tức là lúc này năng lực và nguyện vọng không tương thích, nó cũng muốn nhà cửa gọn gàng mà nhưng mà nó làm không được, thì chúng ta sẽ trở thành người hướng dẫn, trở thành cái người cùng với con mình làm cái việc đó. Và đừng nghĩ rằng đó là một cái điều quá sức với trẻ. Một, trẻ nó thích, chắc chắn là trẻ nó thích bởi vì nó muốn tham gia vào đời sống xã hội. Cái thứ hai, chính cái việc đồng hành, đứa trẻ nó sẽ biết được cái thể thức hành vi là mẫu là cái hành vi như thế nào và nó sẽ học theo. Đừng đưa ra những cái điều mà nó rất là mơ hồ cho đứa trẻ, tội nghiệp nó. Và đặc biệt trùm ơn, bớt cái cụm từ con nhà người ta lại, bởi vì nó sẽ theo đứa trẻ sau này luôn. Tôi đã từng dạy sinh viên Hoa Sen và lớp tôi dạy là sinh viên năm 3. Khi tôi dạy đến cái phần vô thức, ý thức thì một bạn đã đứng lên nói một cách không phải là chia sẻ theo kiểu chơi chơi đâu, mà nói một cách rất là tâm tư. Cô, em nói thiệt với cô là từ nhỏ đến giờ em chỉ ghét một đứa thôi, đó là con nhà người ta. Em không có biết nó là cái đứa nào mà em làm cái gì ba mẹ em cũng không có chịu hết á. Có
nghĩa là em cố gắng cách mới mà em đem kết quả về thì ba mẹ em cũng nói mày không có bằng con nhà người ta. Thế con nhà người ta là đứa nào, và nó trở thành một cái điều gọi là nó luôn có một cái xu hướng hành vi chống đối là cái bố mẹ nó. Như vậy thì chúng ta phải rất là cẩn trọng điều này trong cái việc làm mẫu và cái thông tin minh bạch khi cung cấp cho con. Cái thứ ba đó là đảm bảo cho con thỏa mãn các nhu cầu của nó bằng cách giao việc. Giao việc vừa sức. Khi giao việc không vừa sức thì phải giúp con mình có sức để mà xử lý công việc bằng cách phụ trợ cho con. Có một cái tuyệt chiêu, bởi vì cái thời gian mà chúng ta trao đổi nó ngắn, nó không có dài, cho nên tôi không thể nói tận tường. Tôi sẽ dành cái phần đó cho những cái tình huống cụ thể mà lát nữa các phụ huynh sẽ chia sẻ. Thì tôi sẽ trở lại cái bà mẹ hồi nãy tôi mới nói, thì bà ta đã áp dụng cái gì. Thì trong cái khuôn khổ thời gian hôm nay tôi chỉ có thể nói một chiêu cho quý vị thôi, đó là chiêu đổi vai. Cái căn nguyên cơ bản nhất trong giao tiếp của đứa trẻ thì nó lên khủng hoảng tuổi lên ba với người lớn, đó là nó muốn được làm người lớn. Nó muốn đơn giản vậy đó. Và khi nó muốn được làm người lớn thì chúng ta sẽ làm gì? Cho nó làm đi. Nhưng mà bởi vì là đổi vai cho nên khi chúng ta đã trao cái vai người lớn cho con thì ngay lập tức quý vị sẽ nhận lại cái vai gì ạ? Vai con nít. Và cái bà mẹ mình hàng xương mai đó, sau khi thấy là không thể nào chiến đấu được với cái cậu con nhiều ký hơn mình ngay cái góc ngã tư đường đó, lý do là vậy, bạn ấy muốn tự đi qua được. Và các bà mẹ có chấp nhận cho con mình tự đi qua đường không? Không. Và cái động cơ thì nó trời ơi, nó mượt mà lắm, nó là tao la từng mẹ. Bởi vì sao? Không có an toàn, con có được làm, nhưng mà đứa trẻ nó muốn tự qua. Bà mẹ này sau một hồi dằn co với con, tại vì tôi cũng rảnh lắm, tôi đứng chờ đèn cho nên là tôi coi thử coi nó như thế nào. Thì bà mẹ mới nói như sao? Giờ con muốn tự qua đúng không đi? Con tự đi đi. Mẹ mệt với con rồi. Nói chung là con tự đi đi. Là cậu bé tự nhiên chuyển đổi cơ mặt liền, hay từ đau khổ chuyển qua. Không, mới hạnh phúc tôi chưa phơi phới đâu. Bà mẹ ngay lập tức nói với cậu bé con thứ hai. Nhưng mà Tiên biết sao nãy giờ mẹ không cho Tiên qua không? Mẹ không có dám qua. Mẹ sợ, mẹ không có đi qua đường được. Bây giờ Tiên mà qua đường, Tiên dẫn mẹ qua đi. Dẫn không ạ? Dẫn ngay lập tức. Trời ơi, lúc này mới là phơi phới nè. Mặt vừa hạnh phúc, mặt vừa phơi phới. Bởi vì sao? Mình nghĩ đại hơn mẹ nhiều quá. Mẹ đưa tay đây, thế là hai mẹ con ung dung dắt nhau qua đường. Bà mẹ đỡ mờ, cậu con thì hạnh phúc. Thực ra ai dắt ạ? Mẹ nó dắt chứ là chỉ có chuyện nó dắt. Nhưng mà cái tâm thế, cái tư thế của nó lúc đó là nó là người dẫn mẹ nó qua đường. Và trời ơi, nó hạnh phúc lung linh. 18 năm sau nó sẽ biết nó bị dụ. Ôi, nhưng mà chuyện đó rồi từ từ rồi nó tự nhận ra, rồi nó tự điều chỉnh. Nhưng mà chỉ hết trong cái bối cảnh đó, bà mẹ giải quyết được rất nhiều nhu cầu cho con mình. Và cái không khí giữa hai mẹ con nó trở nên nhẹ nhàng lắm. Thế thì cái tuyệt chiêu trong độ tuổi khủng hoảng của Lê Ta đó là đổi vai. Đổi vai có nghĩa là thực ra là mình vẫn hướng dẫn các bạn ấy, nhưng hãy cho các bạn ấy một cái vị thế khác trong cái mối quan hệ của mình. Và khi mà con từ 3 cho đến 6 tuổi, có nghĩa là cái khủng hoảng này nó lắng xuống bớt, thì con bước vào giai đoạn độ tuổi kế tiếp mà cái hoạt động chủ đạo về tâm lý của con đó là hoạt động vui chơi có chủ đề, mà nó một kiểu dân gian dễ hiểu, đó là trò chơi giả bộ đó. Quý vị còn nhớ cái trò chơi này hồi nhỏ mình chơi không? Ê, tao làm cô giáo rồi mày làm học trò, tao làm ba mày làm mẹ. Và các ông bố ở nhà đối xử với vợ mình, với con mình thì phải hết sức cẩn trọng. Bởi vì vô lớp mà cô giao cho nó chơi trò chơi gốc gia đình, con làm ba đi thì ở nhà ba say rượu sao? Ba quánh má làm sao? Thậm chí ba chửi thề như thế nào? Con đã y chang, cô không cần điều tra, cô vẫn biết được nhà con như thế nào. Bởi vì chính chúng ta là người cung cấp nguyên liệu để đứa trẻ tham gia vào cuộc sống. Các bà mẹ đã tay nghiến ông chồng mình khi đi về trễ như thế nào, cô bé gái của ta không sót một cái gì hết. Và ngược lại, các cô mầm non ở trường có bạo hành con không, về nhà rủ con chơi điện thoại giả hộ đi. Con làm cô giáo, mẹ làm học trò, nó tả y chang, đánh nó mấy cái, nó tả từ cơ mặt cho đến tư thế tay chân, bỏ có sai cái gì hết á. Cho nên là đi thì hỏi già về nhà hỏi trẻ rồi đó, là từ đó mà ra đó. Như vậy thì quay lại chỗ này, khi mà con bắt đầu cuối cái giai đoạn khủng hoảng tuổi lên ba thì cái chiêu đổi vai không còn phù hợp nữa, mà quý vị sẽ phải xài cái chiêu đóng vai. Đóng vai chứ không phải nhập vai nha. Đóng vai có nghĩa là con làm người này, mẹ làm người kia. Và thông qua cái trò chơi đóng vai, chúng ta sẽ
sẽ xử lý được rất nhiều những cái thứ được gọi là cung cấp quy tắc cuộc sống cho con mình. Con phải là một cái đứa đi học đúng giờ, hoặc là con phải mặc đồng phục cho đẹp, thì bây giờ con sẽ làm cô giáo, mẹ sẽ là học trò, mẹ đi học trễ, mẹ không chịu ăn, thì con là cô giáo con thấy thì sao? Đó là cách để chúng ta cho các trẻ cảm nhận được quy tắc cuộc sống. Con bị bệnh thì bây giờ con rất sợ bác sĩ, thế thì về nhà đủ con cho trời chơi đóng vai đi, cho con làm bác sĩ, mẹ làm người bệnh, và mẹ khóc mẹ gào thét lên, và con cũng sẽ cảm nhận được cái điều mà con cần phải làm cho đến phòng khám là cái gì thông qua những cái trò chơi như thế. Và đến khi con vào tuổi dậy thì đóng vai, đổi vai nó không phù hợp nữa. Thế thì nói là cái gì thì thôi, gì nào con mình lớn tôi sẽ gặp lại quý vị sau ha. Như vậy thì hãy để ý đến cái việc thỏa mãn những cái nhu cầu này cho con. Thỏa mãn ở đây không có nghĩa là con đòi cái gì thì chúng ta cung cấp cái đó, mà thỏa mãn ở đây là chúng ta tạo ra một cái môi trường thuận lợi để đứa trẻ nó bộc lộ được cái nhu cầu của nó, và chúng ta sẽ chỉ là cái người giúp con mình hoạt động để thỏa mãn các cái nhu cầu đó mà thôi. Thế thì có một cái thứ rất là quan trọng tôi muốn nói, đó là vai trò của trường mầm non. Tại sao từ 1 cho đến 3 tuổi chúng ta hoàn toàn có quyền chọn trường con đi học cũng được, con không đi học cũng không sao, nhưng mà tại sao 3 tuổi thì phải là bé lên bà, bé dù mẫu giáo, một cái bài hát cực kỳ kinh điển. Bởi vì đây là lúc cái quan hệ giữa cha mẹ và con gái nó không thỏa mãn được sự phát triển của con. Dù quý vị đóng vai hoặc là đổi vai tài tình cách mấy thì đứa trẻ nó cũng hiểu rằng đó chỉ là giả bộ. Cái đứa trẻ cần đó là nó được thực sự hoạt động và thực sự có thành tựu trong cái quá trình sống của nó. Thế thì trường mầm non nó khác hoàn toàn với ở nhà. Không tin vô trường mầm non quan sát đi, góc chơi, chủ đề chơi, vật liệu chơi, chúng ta giàu có cỡ nào thì chúng ta cũng không thể trang bị được một cách khoa học như trường mầm non. Còn học trường nào đó là tùy quý vị, tôi không có quảng cáo, nhưng mà đây là một cái điều chắc chắn phải cần cho trẻ 3 tuổi trở đi, đó là dùm ơn đưa con đến trường. Và trường nào thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ phải xem xét rất kỹ để đưa con mình vô học, nhưng phải hiểu rằng đó là điều kiện rất là cần cho sự phát triển của con, bởi vì ba mẹ không phải là những nhà sư phạm chuyên nghiệp. Dù cho ba mẹ ở công việc đó, ba mẹ có thể là một ông thầy, một bà cô nào đấy, nhưng mà trong cái sự phát triển của con mình thì chúng ta không thay thế được trường mầm non, lưu ý điều đó. Cái thứ hai, đó là đây là cái điều kiện mà ở đó trẻ thể hiện được cái vai trò của nó một cách tự nhiên. Nó sẽ có những bài tập mà giáo viên giao và con sẽ phải hoàn thành. Chính cái sự hoàn thành bài tập đó là lúc con thỏa mãn được các cái nhu cầu của mình cho mình phát triển. Và cái cuối cùng, đây là cái nơi mà phát triển được toàn diện. Bởi vì con phải phát triển rất nhiều mặt cho cái sự lớn lên của mình, đức, trí, lao, thể, tỷ. Có nghĩa là về trí tuệ con cũng phải trưởng thành, về thể chất, về năng lực, cảm xúc. Cảm xúc ở đây bao gồm cả cảm xúc thẩm mỹ, lẫn cảm xúc tình cảm, cuộc sống. Và đặc biệt đó là cái khả năng lao động. Những cái công việc ở nhà chúng ta đôi khi nó không phù hợp cho độ tuổi của các con, nhưng mà ở trường mầm non là cái nơi chuyên biệt để con lớn lên, thì nó sẽ có những cái bài tập để con có thể bộc lộ cái khả năng lao động của mình. Chúng ta hết sức lưu ý điều này. Và trước khi kết thúc thì tôi chỉ muốn nói một điều thôi. Tôi rất mong là những phụ huynh ngày hôm nay không có bị một cái bệnh gọi là bệnh hào hứng một phút. Bệnh hào hứng một phút có nghĩa là gì? Tôi tự ảo tưởng sức mạnh tí nha, có nghĩa là ngày hôm nay tôi nói hay đi, thế là quý vị ngồi, quý vị nghe thấm lắm. Ồ, như vậy là mình cũng có làm sai rồi, thì ra con mình nói như vậy, mình sửa, lát của mình về nhà mình sẽ sửa, và lát nó quên tiền. Bệnh đó gọi là bệnh hào hứng một phút đó. Quá trình làm cha mẹ là một quá trình mà nó sẽ bắt đầu ngay từ khi quý vị nghĩ rằng mình sẽ đẻ con, chứ không phải là khi mang thai rồi bắt đầu đi chữa cháy nha. Bởi vì chúng ta còn cái bạn đó là khám một cái sức khỏe gọi là tiền thai sản nữa mà. Thế thì nó phải được ý thức ngay từ khi chúng ta có ý định có con, cho đến khi mà cái mối quan hệ đó nó kết thúc, có nghĩa là hoặc là con nó mất đi hoặc là mình mất đi. Như vậy thì nó sẽ đòi hỏi cái sự dài hơi từ các ông bố bà mẹ, và tránh bệnh hào hứng một phút. Nhưng cũng chính vì đây là cái sự phát triển tâm lý mà đã nói đến cấu trúc tâm lý là nói đến hàng đầu, thì quý vị dùm ơn nhớ tiếp những điều như sau. Không áp dụng nguyên si những cái phương pháp nào đó mà mình thấy dù nó rất hay ho. Tôi nói thiệt là tôi rất dị ứng với cái kiểu phát cuồng lên là học cách mẹ Mỹ nuôi con, học cách mẹ Do Thái nuôi con, học cách mẹ Nhật nuôi con, mà chúng ta quên mất tiêu chúng ta là người Việt Nam, mà chúng ta còn có ông nội với ông ngoại là người Việt Nam nữa. Các thì
không có được đâu. Như vậy thì đó là một quá trình dài hơn. Và tránh bệnh hạo đúng một phút. Và đặc biệt phải cho con mình thời gian thay đổi. Đứa trẻ nó không thể nào thay đổi tính cách từ sáng xuống chiều và thành một đứa trẻ khác. Nó sẽ rất là từ từ. Và việc của quý vị đó là kiên nhẫn quan sát cái sự phát triển của con mình để con nó có thành tựu hay không. Nhưng thành tựu đó không phải là chuyện sáng nói là chiều có. Và tôi hy vọng là chúng ta sẽ đủ kiên trì cho cái quá trình phát triển của con mình ha. Và hãy giúp con vượt qua được khủng hoảng tuổi lên ba. Bởi vì nếu như những cái biểu hiện không có tích cực của đứa trẻ nó xuất phát từ biểu hiện ở khủng hoảng tuổi lên ba, quý vị không giải quyết triệt để, nó sẽ ở lại và nó sẽ thành tính cách cố hữu của cái đứa trẻ đó. Và nếu như chúng ta không xử lý được khủng hoảng tuổi lên ba, có nghĩa là chúng ta không tạo được niềm tin của đứa trẻ dành cho cha mẹ, thì nó sẽ kéo dài đến khủng hoảng tuổi dậy thì. Và đến khủng hoảng tuổi dậy thì vai trò chúng ta không độc quyền nữa đâu. Khủng hoảng tuổi dậy thì là khủng hoảng mà vai trò của bạn bè nó chiếm hầu như toàn bộ cuộc sống tâm lý của đứa trẻ. Thì lúc đó nó tin vào bạn nó nhiều hơn chúng ta. Nó muốn tìm cái gì đó nó sẽ đi hỏi bạn nó. Và cái nguyên nhân đó là bởi vì ngay từ cái giai đoạn khủng hoảng đầu tiên, ông bố bà mẹ đã không trở thành những hình ảnh tạo niềm tin và đủ thông cảm để đứa trẻ cảm thấy an toàn trong cái mối quan hệ đó. Thì quý vị phải rất là cố gắng ngay từ cái khủng hoảng đầu đời của đứa trẻ là khủng hoảng tuổi lên ba. Rất là cảm ơn quý vị và chúng tôi sẽ chờ đợi những cái câu hỏi thực tế từ chính ông bố bà mẹ trong cái phần 2 của chương trình.